là đi tròn một vòng 60 năm, người ta gọi là lục thập hoa giáp. Cho nên nhạc sĩ Y Vân mới có bản nhạc là 60 năm cuộc đời. Nhưng mà anh xin cho em hỏi là nếu mà anh nói là đi tròn để trở lại cái con giáp đó đó thì mình chỉ có 12 con giáp, tại sao mình phải đi tới 60 năm mới lại trở lại con đó? Là bởi vì chúng ta có thập can, tức là giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý là 10 can, và thập nhị chi tức là 12 con giáp: Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Bây giờ mình ghép lại thì 60 năm nó mới vòng trở lại. Thì thưa quý vị, là chúng tôi xin được chúc mừng những người đã đi chọn cuộc đời là 60 năm. Cuộc đời là cuộc đời theo tử vi Đông Phương thôi, chứ không phải cuộc đời thật. Nếu cuộc đời người ta chỉ có 60 năm, tôi đã ra đi 12 năm rồi. Nhưng mà cuộc đời này, tức là cuộc đời theo tử vi là tròn một vòng lục thập hoa giáp.